Căn villa sân vườn bonsai cực kỳ đẹp, hiện đại và mới xây, tọa lạc tại một địa điểm du lịch rất nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt, đó chính là chùa Linh Phước. Với tổng diện tích lên đến 266m², bao gồm một hầm, một trệt và một lầu. Tổng công năng gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng rượu, 1 phòng karaoke, gara ô tô và 5 nhà vệ sinh. Đặc biệt là khoảng sân vườn bonsai rất đẹp như thế này đây. Nằm trên trục đường kết nối chính giữa trung tâm thành phố Đà Lạt và đồi chè Cầu Đất, huyết mạch và rất nhiều tiềm năng để phát triển và sinh lời. 16 tỷ đồng là mức giá cho căn villa ngày hôm nay, và nếu như quý vị anh chị quan tâm, ngay sau đây sẽ là toàn bộ thông tin chi tiết trên kênh Bất Động Sản Thanh Nhà Len. Bất Động Sản Thanh Nhà Len xin kính chào quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt ngay tại trước cổng chùa Linh Phước thuộc phường 11 của thành phố Đà Lạt, nằm ngay trên trục đường kết nối giữa trung tâm thành phố với lại là hướng đi đồi chè Cầu Đất. Từ vị trí này thì chúng ta sẽ cách trung tâm chợ đêm của thành phố Đà Lạt rơi vào tầm khoảng là 6,5 km, và ngay trước mặt của Nhã sẽ là đường đi vào chùa Linh Phước. Nhân tiện buổi sáng ngày cuối tuần thì Nhã cũng sẽ dạo quanh trước một vòng cái khu du lịch chùa Linh Phước để giới thiệu cho quý vị anh chị. Chúng ta cùng xem là hiện tại chùa Linh Phước, một cái địa điểm du lịch cũng rất là nổi tiếng của Đà Lạt, thì có đông du khách tham quan hay là không. Một chút về cái khu du lịch chùa Linh Phước này, thì công trình chùa Linh Phước là một cái công trình kiến trúc khảm sành rất là đặc biệt và đặc sắc, có thể nói là có 102 tại Việt Nam. Với công trình đã được xây dựng từ năm 1950, bao gồm rất là nhiều các cái điểm đặc biệt như là tháp chuông Đại Hồng Chung lớn nhất Việt Nam, có công trình 18 tầng địa ngục, có thể nói là duy nhất, tượng Bồ Tát được tạo ra từ 600.000 hoa bất tử, cũng là một kỷ lục của châu Á. Ngoài ra thì sẽ còn rất là nhiều các cái công trình cũng như là các cái điểm đặc biệt mà quý vị anh chị không thể bỏ lỡ khi chúng ta tham quan Đà Lạt và tham quan công trình chùa Linh Phước này. Và căn nhà của chúng ta thì sẽ cách cái khu du lịch chùa Linh Phước này rơi vào tầm khoảng là 300m thôi. Chúng ta sẽ đi xuống một xíu nữa và rẽ vào con đường Lương Đình Của thì sẽ tiếp cận được với lại là căn villa ngày hôm nay. Rồi, và rất là nhanh, chưa đầy một phút di chuyển thì chúng ta đã tiếp cận được với lại căn villa tọa lạc trên một cái con hẻm có thể nói là rất là rộng luôn. Hai chiếc xe tải vẫn có thể né nhau được, và cách đường chính thì chỉ rơi vào tầm khoảng là 50m. Căn villa thì sẽ có bề ngang là 7,9m và sâu vào bên trong là 34m. Một cái chiều sâu cũng tương đối là dài, và căn nhà thì rất là mới, chúng ta có thể thấy ở đây, với một không gian tầng hầm, ô tô sẽ tiến thẳng vào hầm và một trệt một lầu ở phía trên. Chúng ta sẽ cùng tiến nhanh để vào căn nhà để cùng xem và đánh giá một cách chi tiết hơn. Ở trước nhà thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân cũng tương đối là rộng rãi để chúng ta để xe máy hoặc là cái không gian sinh hoạt, vui chơi. Tại vì là ô tô thì chúng ta hoàn toàn có thể là để dưới gara rồi, rất là rộng luôn. Tại tầng trệt thì chúng ta sẽ có đầu tiên là một cái không gian phòng khách kết nối trực tiếp với lại là quầy bar, có một cái tủ rượu, rất nhiều các cái loại rượu, và cái thiết kế cũng rất là đẹp, còn mới, gần như là mới 100%. Và cái không gian này thì sẽ cực kỳ thích hợp cho quý vị anh chị nào mong muốn có được những cái bữa tiệc, những cái giây phút thư giãn vào cuối ngày, thì cái quầy bar sẽ là cái địa điểm mà chúng ta cực kỳ yêu thích. Phía sau thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ master dành cho gia chủ, có nhà vệ sinh trong. Phòng ngủ này thì sẽ có cửa kính kết nối trực tiếp ra cái khoảng ban công phía sau và sẽ ngắm nhìn được cái khoảng sân vườn. Cùng với đó sẽ là một cái không gian phòng bếp rất là rộng và đầy đủ tiện nghi nội thất. Đây sẽ là ban công, chúng ta đứng ở tầng trệt, view cũng rất là đẹp rồi. Ở tầng hầm thì chúng ta sẽ có một cái không gian tương đối là thoáng, có một cái sự thông suốt từ đầu cửa hầm cho tới vị trí cuối cùng của khuôn đất luôn, dài rất là dài, khoảng là 30m. Sẽ có một cái nhà kho nhỏ, một nhà vệ sinh,
cầu thang để tiến lên không gian của tầng trệt và cái không gian giặt phơi. Dưới này thì gia chủ đang sử dụng làm cái phòng để chơi chim, và phía sau sẽ là một cái khoảng sân vườn với rất nhiều bonsai, và trước đó thì chúng gia chủ sẽ có thêm một cái hồ cá koi nữa, rất là đẹp. Và đây sẽ là toàn bộ khuôn viên để chúng ta có thể là thư giãn và chăm chút thêm cho căn nhà sinh động và thêm cái khoảng mảng xanh rất là đẹp, chuẩn nghỉ dưỡng cho quý vị anh chị. Hệ thống cầu thang thì chúng ta có thể thấy là bệ và tay cầm thì đều là được làm bằng gỗ, và phần sàn nhà thì cũng được ốp gỗ, cho nên là sẽ tạo cho cái căn nhà cái cảm giác sẽ rất là ấm cúng và phù hợp với lại là cái điều kiện khí hậu se lạnh của thành phố Đà Lạt. Tầng trên cùng, lầu 1 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ ở phía sau của căn nhà. Cả hai phòng thì đều có diện tích tương đối rộng và có ban công nhìn ra cái sân vườn đằng sau và nhìn quang cảnh của cái khuôn viên thánh thất Đa Phước, một cái thánh thất của đạo Cao Đài, cũng rất là đẹp và nằm trên một ngọn đồi thông rất là xanh mát và tốt cho cái không khí, cho môi trường. Đây cũng được xem là cái phiên bản thứ hai của Tòa Thánh Tây Ninh, một cái địa điểm tâm linh cũng khá là nổi tiếng của đạo Cao Đài tại thành phố Đà Lạt. Và phía trước của căn nhà, ở trên lầu 1 thì chúng ta sẽ có một cái không gian sinh hoạt chung, cùng với đó sẽ là một cái phòng thờ. Không gian thờ này thì sẽ có ban công hướng ra phía trước căn nhà, cũng tương đối là thông thoáng và thoải mái, rộng rãi. Và vừa rồi thì Bất Động Sản Thanh Nhã Land đã có một vòng để giới thiệu toàn bộ chi tiết sản phẩm ngày hôm nay để gửi tới cho quý vị anh chị khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Căn villa tọa lạc tại vị trí đường Lương Định Của thuộc phường 11, thành phố Đà Lạt, ngay tại ngôi chùa Linh Phước rất là nổi tiếng, với diện tích là 266m2, trong đó sẽ có 137m2 là đất thổ cư, có một cái căn nhà, một hầm, một trệt, một lầu, bao gồm 3 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, hệ thống sân vườn, gara ô tô, 2 phòng khách, 1 phòng rượu, 1 phòng karaoke. Căn nhà đã được hoàn công toàn bộ và hướng chính sẽ là hướng Tây Nam. Với mức giá là 16 tỷ đồng vẫn còn thương lượng thì quý vị anh chị có đánh giá như thế nào về sản phẩm ngày hôm nay? Xin để lại comment vào phía dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà đang để trên màn hình. Mọi thông tin chi tiết thì nhà có để dưới phần mô tả của video này. Một lần nữa thì Bất Động Sản Thanh Nhã Land xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.